Với mong muốn phát triển những giáo viên có năng lực cùng tham gia xây dựng đội ngũ thêm vững vàng, chị Nguyễn Thị Nguyệt, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện luôn tham mưu chính xác và hiệu quả với lãnh đạo ngành trong các nhiệm vụ được giao, tích cực trong công tác chỉ đạo chuyên môn, cùng trao đổi thảo luận với đồng nghiệp về phương pháp dạy học, đóng góp những ý tưởng sáng tạo mang lại hiệu quả cho giờ dạy, quan tâm đến việc phát triển công tác mũi nhọn ở các bậc học với các bộ môn mình phụ trách. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ngành, chị Nguyệt cùng với các đồng chí cán bộ trong cơ quan đã đóng góp sức mình để mang lại những thành tích đáng ghi nhận trong công tác giáo dục. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh giỏi huyện Hoành Bồ là 62,8%, đứng thứ nhất toàn tỉnh. Là một trong 5 người trong toàn quốc đạt được giải thưởng Kovalevskaya, đến nay, Nguyễn Thị Nguyệt đã có thêm nhiều phần thưởng, bằng khen, giấy khen các cấp trao tặng. Mọi người thường nhắc tới chị là người có duyên với các giải thưởng. Nhưng để có được cái duyên ấy là sự nỗ lực cố gắng hết mình, luôn tâm huyết và trách nhiệm với công việc được giao. Không chỉ giỏi việc trường, việc cơ quan, chị Nguyệt luôn biết sắp xếp thời gian tham gia công tác xã hội, là người vợ hiền, người mẹ mẫu mực, xây dựng gia đình hướng tới chuẩn mực ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.